Chào mọi người, một trong những cái khó khăn của rất là nhiều người Việt Nam khi học từ vựng đấy là trong tiếng Việt chỉ có một từ thôi mà tiếng Anh lại có rất là nhiều từ thể hiện các cái ý tưởng khác nhau. Ví dụ là thang, ở trong tiếng Việt của mình là chỉ có thang thôi mà đôi khi mình có thêm một số cái từ đằng sau, ví dụ như là thang máy này, thang bộ này, thang tre này, vân vân. Thì ở trong tiếng Anh có những cái từ rất là khác nhau, cho nên người học đôi khi mình cảm thấy rất là khó khăn để mình có thể nhớ được những cái từ kiểu như này. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho mọi người cái từ thang ở trong tiếng Anh nhé. Thì thang ở trong tiếng Anh là gì? Thì có rất là nhiều các loại khác nhau. Thứ nhất là cái loại thang kiểu này gọi là thang tre. Ngày xưa mình hay có cái thang mà mình cái cây tre lắp các cái vào nhau á, thì là truyền thống gọi là ladder. Âm o a d r, trong lời âm tiết đầu tiên mình đọc là ladder. Thứ hai là cái thang mà cầu thang bộ mình đi ở trong nhà chẳng hạn, thì nhà cao tầng ấy, có thang từ tầng 1 lên tầng 2 á, thì mình có cái stairs, stairs đó. Còn cái thang mà bậc thang, ví dụ như cái bậc thang mình đi lên chùa Hương ấy, thì nó không gọi là stairs mà người ta gọi là steps. Thì hai cái này nó trông nó cũng hơi hơi giống nhau thôi. Mọi người nhớ là steps là cái bậc thang, giống như là bậc thang trên đi lên chùa Hương, còn cái stairs là cái thang mình đi bộ trong nhà. Thang máy thì là elevator, trong giai đoạn đầu tiên âm elevator. Ở trong tiếng Anh thì người ta gọi là lift, có nhớ nhắc lên á, lift, trong tiếng Anh Mỹ là elevator. Còn cái thang cuốn ở trong siêu thị chẳng hạn thì người ta gọi là escalator. Trong tiếng Anh đầu tiên escalator. Rồi, như vậy là mọi người đã biết được một số cái từ vựng liên quan đến cái thang. Và để cuối video thì mình xin tặng mọi người một cái câu là như thế này: There is no elevator to success. You have to take the stairs. Có nghĩa là mình không thể nào mà đến với thành công cái nhàn nhã được, mà mình sẽ phải chiến đấu cho nó. There is no elevator to success. You have to take the stairs. Hy vọng là video này hữu ích cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và nếu mọi người cảm thấy video này hữu ích thì nhớ like, share và subscribe kênh của Muni SL nhé. Have a good night. Bye.